Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình có một cái em cái dạng như cầm tay ha. Giờ cầm tay nhỏ gọn. Cái này cũng vệ sinh rồi, cũng khá là đẹp. Khá đẹp lắm. Nguyên vẹn, ngon lành. Chữ chiết đầy đủ. Nói chung là cặp cây này khá là đẹp. Trước giờ mấy cây kia về là làm chết ông chết cha luôn. Nhỏ gọn, cầm tay bỏ túi. Giá 200 ngàn ha. Bạn nào chuyển khoản tới free ship. Rồi, cảm ơn cả nhà.